Rồi, giao lưu với mọi người một cái camera mini. Cái này thì cái foil nó dè để ghép giống cúc bi. Coi thành phẩm rồi. Thì hiện tại coi nó có chiều cao là 2 găng tay. Đó, 2 găng tay. Hơn 2 găng tay một chút nha. Tầm 45 á. Còn đồ rồng tán từ bên trái qua bên phải cũng 45 luôn. Quanh thân nó tầm 10 15 16 này. Đấy. Cái này nó già, phôi già. Đây, cái vết ghép nó liên lạc này. Đấy. Nhìn từ dưới nhìn lên này. Bây giờ mua đồ lấy da thì mình đừng có nghĩ cái vấn đề lé nữa. Nói chung coi có nụ nó ra rất đều. Nụ to, dày. Đấy. Thì mình sẽ giao lưu giá rẻ cho mọi người luôn. Đó. Cái này chân bằng tre rất ok. Nói chung cây mai Bình Định thì cốt nó già như thế này mà thân nó nhỏ thôi chứ nó không có được to đâu. Đấy, gốc đế nó rõ ràng. Rồi, đây là cây số 1 trong video ha. Rồi, mình lựa thêm một cây. Đó. Thì cây này hiện tại thì nó nụ búp thì nó xum xơ hơn. Hiện tại cây nó có chiều cao là gần 3 găng tay. Đó. Độ rộng tán của nó là 60. Nụ này. Đó. Cây nụ rất là nhiều. Cũng ghép cúc bi luôn. Thì mấy cái này mình sưu tầm về thôi. Đó. Cây nó già cây. Đấy, đường thoát thân nó đi lên này. Cái này mấy cái này đỡ bằng trà chân ok. Cái mèo cúc bi là mọi người cũng biết trên thị trường rồi, nó sáng mèo. Hiện tại thì cái đớ rợ nó dàn trái ra rơi vào tầm gần 4 găng tay. Coi này da. Chỗ này nó có một cái bộ củ đớ đẹp của nó này, nó xù rồi. Dài xù luôn. Đấy. Thì mình quay tổng thể một lần nữa rồi mình kết thúc video luôn. Ai có thích cái nào liên hệ mình ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo ha. Cái nào cái nấy không nụ cũng ok hết, vừa chờ tết luôn.